Em chào các bác, lô đầu giải mã hôm nay thằng Euro về thì đây mời các bác xem qua mua đen. Tuy nhiên thì có ba em nó là hàng rất là bình dân. Đấy, có ba em này. Còn mấy em này là mấy em đời cao ngất ngưởng rồi. Toàn con 22S và 30S, 3S. Những em này thì giá đều trên dưới chục triệu hết. Đấy, còn mấy em này bình dân này. Thì em báo cụ thể cho các bác cái tầm bình dân này anh em dễ chơi này. Đấy. Đầu giải mã thì nó cái tính năng chủ yếu của nó là gì ạ? Là chuyển đổi tín hiệu số sang analog. Bây giờ anh em cứ để ý tại sao em để mấy con âm ly, hai con âm ly cổ ở đây. Bởi vì chất của âm ly cổ ấy, thì những cái âm ly số giải mã như thế này ấy, thì nó lại sẽ khác chất khác. Rất nhiều anh em đây đây là những âm ly giải mã có sẵn này, đàn ông 580D, 880D, 890D, rồi những cái dòng Luxman 117. Nhưng mà chất âm của những cái dòng cổ này thì nó vẫn có cái chất riêng. Do đó là gì ạ? Do đó là anh em vẫn thích chơi con này. Nhưng mà dòng này thì các bác hiểu là từ lúc nó sản xuất ra nó cũng chưa có cái gọi là đường optical. Tức là thời đấy người ta còn chưa phát minh ra. Đấy, thì bây giờ anh em muốn chơi cái này mà nghe nhạc số, nghe nhạc từ những cái tivi số bây giờ, tivi thông minh bây giờ ấy, thì anh em muốn cắm để nghe qua con này thì phải có những cái em này. Đấy, có những em này nhá. Đấy, tức là tường quang các bác cắm vào đầu này, xong từ đầu này nó sẽ giải mã, nó biến thành cái tín hiệu để cái anh này anh có thể đọc được. Đấy, là tín hiệu analog. Đấy, ví dụ như 1150 này rồi. QR 6.500 này. Thì mấy em này giá nó khá là bình dân. Ví dụ như con đờ lông này, con đờ lông giải mã này thì nó giá nó rơi vào là 4 triệu mốt. Đấy, 4 triệu mốt. Nó vừa tầm tiền. Đấy, 4 triệu mốt này. Em này thì là 4 triệu 6. Đấy, còn em này là 4 triệu 3. 41, 46, 43. Đấy. Đều là made in Japan hết, điện 100V, mặt gold. Đấy. Rất là đẹp này, em cho các bác xem hậu. Đấy. Đấy, đây là giải mã Sony Made in Japan. Đấy, Made in Japan hết. Đấy, Made in Japan 800. Ừ. Giải mã à, các bác cắm này, em đã đánh dấu mũi tên sẵn cho các bác này, các bác cắm quang vào đây. Đấy, xong rồi từ cái này này, từ hai cái chân hoa sen này các bác cắm vào âm ly. Đấy, cắm vào đường tuner hoặc AUX của âm ly được, còn loa thì các bác cắm vào đây. Đấy. Tại vì sao ạ? Tại vì những cái dòng âm ly này nó sẽ không có cái cổng cổng này, cổng quang này, quang hay còn gọi là optical ấy. Cho nên các bác phải chuyển cái này, xong rồi các bác cắm đây ra đây, nó vào xuống cái này. Đấy, rất là đơn giản như vậy thôi. Đó, anh em nào mà bốc nguyên lô giải mã đời cao này thì anh em thợ là bốc nguyên lô giải mã đời cao thì điện cho thằng Audio nhé. Đấy, có ba em này nó vừa tầm vừa xinh để anh em có thể kết nối chơi ngay được. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.